Xin chào Yên Huỳnh, xin chào tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Lời chúc sức khỏe. Mình tên là Mỹ Chi, 55 tuổi. Mình đến từ Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam. Hôm nay được tham gia chương trình Kết nối yêu thương cuộc sống Mỹ, kênh Yên Huỳnh. Mong mọi người xem video của mình và bấm like chia sẻ nhé. Xin cảm ơn ạ. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng. Chị nói. Trước hết chị chào Uyên Huỳnh. Chúc em nhiều sức khỏe và trẻ đẹp. Chúc tất cả mọi người trong cộng đồng mạng trong và ngoài nước nhiều sức khỏe. Chị tên là Mỹ Chi, chị 55 tuổi, chị ở Đồng Tháp, Sa Đéc. 55 tuổi hả? Nhìn thấy chị rất là trẻ, sao cho số tuổi hả? Chắc có nhiều người nói vậy lắm hả? Đúng rồi em. Da mặt rất là đẹp. Rồi. Cái nhai, cho lịch sử pai pai pai, xây dựng, bảo vệ. Cho quý vị chú trích tên sao 4072225577. Hãy phát triển, hãy lấy tiền. Làm công việc gì? Chị bây giờ chị nội trợ rồi. Chị trước đó chị làm nhiều quá. Bây giờ thôi, giờ tuổi như vậy thôi. Giờ chị nội trợ nấu cơm nước cho con, nó ăn, nó đi làm. Dạ. Hồi trước là chị làm công việc gì? Hồi trước là chị làm công nhân á, thuốc lá, rồi xong rồi chị ra ngoài chị bán thuốc sĩ lẻ luôn. Đi một cái sạp thuốc. Rồi xong rồi bây giờ chị nuôi con chị giờ tới lớn rồi, bây giờ nó tụi nó hai đứa đi làm. Rồi giờ nó thôi mẹ cực khổ, thôi mẹ đừng làm nữa. Con chị bao nhiêu tuổi rồi? Con chị đứa con gái năm nay 31 tuổi, thằng trai thì 24. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Chị ly hôn đã 8 năm rồi. Lý do gì sao chị với ông xã chia tay? Nói chung là không có hợp nhau, tại vì ổng có hay uống rượu á. Chị thì chị không thích. Rồi từ cái chỗ đó là thôi chị ly hôn. Dạ. Rồi ông xã trước của chị làm công việc gì? Ổng thợ may. Ổng thợ may hả? Thợ may mà cũng hay uống rượu rồi sao không may được ha? Đúng rồi. Chị rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị thì cũng đơn giản thôi. Người đó hiền, vui vẻ, có đạo đức. Thì hòa hợp với chị là cũng tính chị cũng vậy á. Rồi nếu mà người nãy chị nói ông xã chị còn nhậu hơi nhiều nên chia tay, rồi thí dụ một người muốn làm quen với chị mà anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Hút thuốc uống rượu là cái đó là giao tiếp là của đàn ông, mình không có cấm được, nhưng mà có giới hạn thôi. Yeah. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị là chăm lo gia đình. Hay nấu ăn lắm, chị giỏi nấu ăn á. Rồi chị hay giúp đỡ những người giống như là nghèo, mặc dù chị không có giàu nhưng mà chị có tấm lòng dễ thương người lắm. Chị đi ra đường chị thấy mấy người với số bán số già cả chị cũng cho tiền, và chị cũng nói chung là giúp đỡ mọi người á. Còn khuyết điểm của chị là gì? Khuyết điểm của chị hả, là nóng tánh mà giận hay hờn mát lắm. Rồi xong rồi cái giận xong rồi đi ngủ rồi cái quên nè. Hồi nào giờ chị năm nay chị năm mấy tuổi chứ chị chưa có biết hờn ai mà chị để trong bụng hết trơn á. Bởi vậy hình như chị trẻ ăn sao á. Rồi. Rồi
Một anh mà muốn làm quen với chị á, độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok? thì cỡ tuổi chị hoặc là lớn hơn chị, tuổi tác không thành vấn đề, nguyện hợp nhau, hiền từ lo cho nhau. Rồi chị thì nói chung Hơn bao nhiêu tuổi cũng được hả chị ha? đúng rồi. Gia đình của chị có được mấy anh chị em? Có 7 người. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không? À, con đứa gái chị là sắp sửa đó, con gái chị Gái chị lấy chồng là ở nước nào? á, ở Texas. Chừng nào con gái chị đi? Hai đứa là cuối năm nay hoặc là sang năm đám cưới, hai đứa nó cũng thương nhau lâu rồi. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị 1m53. Chị muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Thì nói chung là chị cao bao nhiêu chị cũng được hết trơn á, nguyễn hợp với nhau được rồi. Đến với nhau cái tuổi này rồi cũng không còn quyền lựa chọn nữa, ví dụ giờ yêu thương nhau và chia sẻ với nhau những khoảng đời về sau là chị ok. Rồi chị cân nặng bao nhiêu? Chị là 47 kg, Chị có đi thể dục không? cũng được, cũng thỉnh thoảng. Bây giờ thời gian của chị thoải mái rất là nhiều, tại vì chị không có làm việc gì hết. Thì ngoài việc đi thể dục ra, chị có sở thích nào khác nữa không? Có em chị đi, có khi chị đi vô chùa rồi, có những ngày mà chị vui vui nữa thì chị đam mê ca hát, lâu lâu có chị đi. Chị hát nhạc gì Chị hát nhạc gì chị cũng biết hát hết trơn, vậy đó hả? tại chị có học. Chị có Ồ, học qua hồi đó chị có học nhạc hả? hồi chị đam mê từ hồi nhỏ rồi, ra lớn lớn nên cái chị đam mê với cái chị học 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 từ từ vậy đó. Hồi đó giờ có đi ha, hát ở đâu chưa, tụ điểm ca nhạc nào không? Chị có hát ở phòng trà. Ồ, vậy đó hả? Vậy hồi chị hát bản nghe nha. Chị hát một đoạn cho em nghe ha. Chị hát bài tự nhiên cái chị em hỏi cái tự nhiên cái giờ chị lúng túng chị quên nè. À. Vậy đó. Phải bài gỗ của mình sao quá được bài gỗ. Chị có nhiều bài lắm Từ từ. mà chị hát Rồi đó, từ từ hoàn hồn lại. Từ quá hùng luôn rồi, bài ruột nhiều quá. Giờ gặp em cái chị chứ bằng nào giờ chị không có lên sóng, chị run quá. Trời, chị làm chị hát biết bao nhiêu người mà chị run hả? Nói chung là chị đi hát, nhưng mà cái trò chuyện như vậy thì chị không có lên mặt như vậy, thì nói chung là vậy đó. Thôi chị hát đoạn em nghe ha, một bài Nỗi Đau Muộn Màng, một sáng tác của Ngô Thị Minh nha. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi, mây trôi là nỗi nhớ tiếng thương mà thôi. Đọc Trời, có hai câu gì đó hả? quen. Hát Ở cũng là sau hay giống chị nè hát á. bình thường, rồi chị hát bình thường có đàn, guitar hoặc là ọt hay là piano, nhưng mà cái này hát không vậy cái chị thấy trơ trẽn mà. Thường thường là chị có hát karaoke ở nhà không? Sao em Ở có nhà chị có karaoke hay em? karaoke không? Nhà chị có karaoke Có. không? Rồi hồi đó giờ chị đã đi du lịch ra nước ngoài bao giờ chưa? Chị không có đi du lịch tới nước ngoài, nhưng mà chị có đi vòng vòng trong nước mình. Rồi chị thích một anh mà chị thích một anh mà làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chị thích vui vẻ, hoạt bát, lãng mạn.
vui vẻ là quạt bác lãng mạn. Rồi sau khi chia tay với ông xã chị khá lâu như thế, 8 năm cũng khá lâu á, rồi công việc của chị đi hát như thế thì cũng có sự tiếp xúc nhiều, thì chắc em nghĩ chắc cũng có nhiều người thích chị hay đeo đuổi chị hả? Không, em cái đó là chị đi hát lần, cũng như có một lần đó là chị đi thi ở khác tỉnh thì chị mới cũng như là người ta chọn mình vô cái chỗ phòng trà đó hát. Nhưng mà chị vô chị hát lúc mà ở Cao Lãnh nó còn cái cầu á, là chị đi hát khuya tối đó con chị, bây giờ nó không cho nữa. À, cũng như là 7-6 năm về trước rồi. Thì lúc đó, cái con chị nó thôi mẹ ơi, mẹ đừng có đi nữa, đi xa có một mình mẹ hả? Tại vì khi mà lúc mà tuyển chọn á, thì ở bên Sa Đéc qua nhiều lắm, nhưng mà chọn có một mình chị. Là hát hay đó, được chọn có một mình thôi. Và đi xa quá, không có ai đưa đó. Đúng rồi, chị đi về, đi về về một mình. Rồi chạy xe về á, nhiều khi về đây là khoảng 10-12 giờ á. Lúc đó bắt nó còn chạy á. Cái xong con chị nó nói thôi mẹ ơi, mẹ đừng có đam mê cái không có bao nhiêu tiền hết trơn. Tại lúc đó chị đâu qua đó chị hát thì cái tiền cái xe nó chỉ có 300 thôi. Nhưng mà là có tiền bông, tiền bo rồi này kia nọ. Mà chị cũng tại chị đam mê mà, chứ không có, mình không có nghĩ về tiền. Rồi cuối cùng là bỏ luôn tới giờ hả? Bỏ luôn mà em. Có bao giờ hối tiếc không? Ừ? Có bao giờ hối tiếc thì bỏ luôn không? Không, lâu lâu nói chung là chị cũng đam mê, nhưng mà bây giờ lâu lâu cái chị buồn buồn chứ chị cũng lại mấy chỗ với nhau á. Chị cũng cà phê rồi chị hát vậy thôi, mà chị đi mình chị à, lại ngồi chút xíu cái chị về vậy đó. Giờ lớn tuổi rồi mình không có ông nào bên cạnh hết trơn, mình tìm mấy cái vui vậy thôi. Chứ bây giờ chị cũng... Mấy cái chỗ hát với nhau như thế ở Việt Nam giờ thấy cũng nhiều hả chị? Đúng rồi em, nhiều lắm. Ở quê chị á, nhiều lắm. Người ta hát vậy là mấy người, thường thường mấy người người ta độc thân người ta tới người ta chơi á hả? Ta hát mỗi tuần hay là hát mỗi ngày? Có chỗ hát nói chung là 3-5-7 có chỗ nó chia đều ra trên, có nhiều chỗ lắm. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình muốn đi chơi ha, mình muốn ngày muốn đi là cũng có cái điểm hát trên á, nhưng mà chị ít có đi lắm. Có đủ ngày, có chỗ nào ngày nào cũng có hết á, điểm này đóng thì điểm kia mở đúng không? Đúng rồi. Chị rồi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình đó, thì chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Theo chị nghĩ là một người đem lại hạnh phúc cho chị là hai người hợp nhau, rồi đạo đức, rồi tấm tình hiền hòa vui vẻ với nhau, là chị thấy vậy là được rồi, ok rồi. Đơn giản thôi. Chị cũng bình dân lắm. Gia đình chị có ở gần chị không hay là ở cách xa chị? Gia đình chị ở Sài Gòn cũng có, ở Sài Gòn cũng có, ở đây cũng có. Cha mẹ của chị á, rồi còn sống không? Cha mẹ chị mất hết rồi, mất lâu lắm rồi. Hiện tại là chị đang ở là ở ngay thành phố hay là thị trấn, thị xã? Ở thành phố luôn. Rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Chị xem video anh em hoài luôn á. Chị mỗi lần chị thấy là chị thích đó. Chị nói gì nè, nói đi trong tâm chị á, mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ mình cũng khao khát một tình yêu nào đó, mà bây giờ không biết thử coi mình lên cái chương trình của Yên Huỳnh để coi sao, thấy cũng có giống như là gọi là có nhiều người, nhiều người cũng sống duyên với nhau á. Chị cũng thích đó. Cái chị lên chị xem hoài luôn á. Cái bữa đó chị mới nhắn tin với Yên Huỳnh á. Động lực nào mà hôm nay chị có đủ tự tin để đăng ký vậy? Chị nói trong tâm chị gì nè, không kệ mình liều đại đi. Ủa thôi biết đâu mình tìm được cái người bạn ở đời, sau này bò bạn với mình sống uống cà phê rồi
nói chung ăn sáng đồ hay là nói chung là bên nhau hạnh phúc là chị vui lắm. Mình không cho mình cơ hội thì người ta không có cho mình cơ hội, phải không? Đúng rồi em. Càng lớn tuổi thì càng cơ hội càng ít lại. Đúng rồi. Yeah. Sau khi chị đấu tranh tư tưởng được thắng tư tưởng của mình rồi, chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Không, chị chưa không dám để ý. Tại vì chị nghĩ chị thấy kênh của em nhiều lắm mà chị cũng không dám vô bình luận luôn nữa. Vậy đó hả? Không biết mình không dám luôn. Rồi có bấm like không? Không vô bình luận rồi có bấm like không hay là không like luôn? À, có bấm nhưng mà chị không có dám, giống như là nói chung là mình cũng ngại ngại vậy đó. Dạ. Hiện tại là chị đang nấu ăn cho các con mình hả? Đúng rồi. Mỗi một ngày cái chị hỏi con bữa nay con ăn cái gì, mẹ làm món này món kia, nói chung là chị cũng siêng lắm. Chị có đứa con gái với thằng trai đó. Dạ, vậy chị, tụi nó đi làm hết rồi. Chắc là chị nấu ăn khá giỏi hả? Cũng được được. Cũng được được. Nấu đám được không? Được. Nấu tiền được không? Được em. Chị rồi thông thường chị có bạn bè nhiều không? Có khi nào cà phê với bạn bè được không? Thỉnh thoảng chị cũng có. Mình tuổi này rồi, bây giờ mình tìm cái gì nó vui đi. Cũng như là lâu lâu cái bạn rủ ở ngày thứ bảy này uống cà phê không mày? Ừ đi. Chị cũng thích vui lắm. Phải xả stress đúng không? Phải tự tạo niềm vui cho mình nếu mà độc thân ha. Ở nhà không buồn lắm. Đúng rồi em. Rồi chị rồi nhà chỗ chị ở á, chỗ chị ở là nhà người ta rất là gần nhau ha, tại vì ở thành phố rồi. Nhà cũng cách nhau, cũng không có gần quá. Ồ, vậy đó. Đó cũng rộng hả? Thường thường em thấy ở thành phố người ta nhà sát nhau không? Không có sát dài chân. Đó giờ chị chưa từng đi du lịch ra nước ngoài lần nào hả? Không, chị không đi chỉ trong nước thôi. Chị có sở thích là đi du lịch ra nước nào qua đâu không? Có nghĩ là mình sẽ, nếu mà có cơ hội mình sẽ đi du lịch ở đâu? Nếu mà có cơ hội chị thích chứ. Chị sẽ thích đi nước nào trước tiên? Nói chung là chị bây giờ nếu mà có cơ hội thì nước nào cũng thích hết trơn. Chị rồi bây giờ thì chị nghỉ hưu rất là sung sướng, rất là thoải mái, nhưng mà chị nghĩ là sắp tới chị nếu mà có cơ hội chị có muốn làm lại công việc gì không hay là thôi đủ rồi không làm nữa? Thôi đủ em ơi, đủ rồi, cài lâu lắm bây giờ cũng cài nữa. Cài nuôi con mệt rồi phải không? Cài nuôi con giờ mệt rồi, nghĩ như vậy. Em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng rằng chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm em ha. Chị chào Uông Bình. Chúc em mãi mãi xinh đẹp. Chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Vui vẻ, nhiều sức khỏe. Thank you chị. Bye chị, good night chị nha. Phòng luật sư Pai Pai Empire xin kính chào quý vị. Khi mua bảo hiểm, quý vị nên mua thêm phần Uninsured Motorist UM. Khi bị tai nạn, nếu người đụng mình không có bảo hiểm hoặc bỏ chạy, quý vị có thể không được phần bồi thường cho thương tích cá nhân. Muốn thêm chi tiết xin gọi ngay cho Christine Long Pius. Tham khảo miễn phí, số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.